Con ơi, mít mít thì bà con ta chắc ai cũng biết hết rồi. Mít thì nó phổ thông, rất là phổ thông, người ta bán chỗ nào cũng bán được. Nhưng mà nó có một số người không ăn được mít, đó là những người nó bị tiểu đường, không ăn được mít, suy thận, không ăn mít, mãn tính, suy nhược, sức khỏe yếu, tiểu đường là tuyệt đối không ăn, rất là nguy hiểm, gan nhiễm mỡ, người mong muốn có thai không ăn, nam nữ còn ham muốn tình dục là không ăn, khả năng vận động mạnh là cũng không ăn được mít, sức lực mạnh không ăn mít, sức lực của nam giới vận động mạnh không ăn được mít, nó làm cho người nhũn ly. Những người không ăn được mít, mặc dù mít rất tốt, nhưng những người này không ăn, đó là những người tiểu đường, suy thận mạng tính, suy dinh dưỡng, sức khỏe yếu, suy nhược, tiểu đường, tuyệt đối là người tiểu đường không ăn, gan nhiễm mỡ, mong muốn có thai, mang thai, nam nữ còn ham muốn tình dục là không ăn mít, khả năng vận động sức lực mạnh là không ăn mít. Còn ngoài ra là mít nó rất là tốt, ăn 3-4 muối, ta nhai cho kỹ là ăn không quá 4 muối, nhai kỹ, không ăn vào ban đêm, mít ăn kèm với trái cây khác để khỏi nổi mụn, phải theo dõi khi ăn mít. Và nó có tác dụng phụ khi ăn xong, nó gây đông máu, đau bụng, tiêu chảy. Thôi, ta ăn thứ khác đi bà con ha, ăn cho đỡ phiền. Mít này nó cũng phiền quá, thôi ta ăn gì cũng trở ngại. Mong bà con ta chú ý để ăn mít cho nó khỏi trở ngại gì, sức khỏe cho mình, sức khỏe cho gia đình. Xin chào bà con, chào chào.